Lấy cái dừa đó mình để vô trong ngay giữa luôn nha, giữa thì nó mình đó đây rồi. Vừa gói kẹo dừa vừa được ăn như thế này thì sướng còn gì bằng. Chẳng mấy chốc mà đội của Bảo Mông Hiếu Hiền sẽ gói xong vì số kẹo đã nằm gọn trong bụng của mấy chú cháu rồi. Cố lên nào, tập trung lên. Đã tìm được chuyên nhân của chú Hiếu Hiền, không ai khác chính là chàng trai này. Đội nào mà hết được số kẹo dừa trên đĩa trong vòng 10 phút thì đội đó tự động chiến thắng. Thôi mình ăn đi. Ăn đi con, ăn mới có sức làm chứ. Hiếu Hiền ăn tiếp tục. Cái này được 5 viên rồi nhá. Trời ơi, chị bình thường. Bên đây chưa có viên nào. Ôi, bên mình đã làm được 40 mấy cục rồi. Bên này 100 cục rồi. Kim ơi, mai mốt con về đây em gói kẹo dừa nha. Khỏi đá bóng rồi. Trời ơi, đã làm được 250 cục. 300 rồi. Và bây giờ sẽ là phần đếm kẹo bắt đầu. 1, 2, 3. 19, 20. Sao cô đếm lên 20 rồi mà bên này vẫn 15 là sao? Tay vẫn mãi ăn. Số kẹo dừa còn lại của đội Hiếu Hiền là bao nhiêu viên? 8 viên. 6 viên. 8 viên đâu ra vậy anh? Ăn 2 cái. Số kẹo dừa còn lại của đội Ali Hồng Dương là mấy viên? Còn 4 viên. Đón xem vào 15 giờ thứ 7 hàng tuần trên VTV3. Lotte Mart hân hạnh đồng hành cùng chương trình.